Đỗ Văn Vân. Quê gốc là ở Thanh Hà, Hải Dương. Xong rồi sau đấy là lên. Vâng, lên trên Hòa Bình, em lập nghiệp trên Hòa Bình. Đi theo gia đình à hay là? Không, gia đình thì ở dưới Hải Dương nhưng mà có chú bác với mẹ mẹ người lên Hòa Bình. Em có gia đình chưa? Em chưa. Lúc em lên trên đấy thì em kinh làm kinh doanh điện thoại di động rồi này. Sau đấy thì cũng dính vào những cái chuyện là nó liên quan đến pháp luật. Thì bản thân chắc thì chị cũng gọi em ra đây thì chị cũng biết được cái án của em. Nên nên chạy giam ở trên Sơn La. Nên trên Sơn La thì cái thời gian mà ở trên đấy thì cùng kẹp suốt. Vì án của em nó là án đặc biệt nghiêm trọng, em bị cùng với lúc xử. Thì thời gian đấy với lại là tạm giam nó cũng khác cái sau khi thành án. Vâng, xuống đây thì nó thoải mái rất nhiều. Cải tạo thì nhưng vừa em nói với chị thì bây giờ là nhìn thấy ngày về cũng như em bây giờ em cố gắng thì chỉ vì là mẹ bố thì vừa mất mẹ thì ở nhà này đang ung thư. Thế nên là em cũng quyết tâm để để làm sao mà để giảm ở cái mức mà mình mình cảm thấy hài lòng nhất thì về sớm để tránh sau này người ta nói mình mất bất hiếu. Thế thôi, chứ còn với xã hội bây giờ thì chưa biết là về là sẽ như thế làm như nào, vì em đi cũng là đến bây giờ là cũng hơn 5 năm rồi. Ở trong này nó có sự thay đổi, không như được như cái lúc em ở ngoài. Nhưng mà đồng chí thương mẹ, thương gia đình. Em có đông anh chị em không? Em chỉ có một chị gái. Chị gái thì chị gái ở bên Hàn Quốc thì cái lúc mà bố em mất thì chị về rồi. Về thì cái thời gian này cũng tình đoán nên nên thăm và động viên em. Thế là chị vẫn ở bên Hàn Quốc à? Bây giờ về rồi. À rồi. Cái lúc mà bố em mất thì về tiện mẹ hay chăm mẹ chứ. Vâng. Vâng. Thế cái lúc mà cái sự việc xảy ra đấy thì cái anh ở trong cái nhóm thì mọi người phân công cho em nhiệm vụ sau cái vụ đấy là như thế nào? Em gần như là ở cái vai trò chính. Ừ. Trong tức là từ cái việc mà bắt cháu nhỏ đấy để đòi năm bánh đòi tiền chuộc đấy. Thì vâng, thì cái sự việc đấy đến lúc mà các chú điều tra cũng ghi âm em là tất cả các file mà để mà điện cho người ta. Và cái vai trò bắt người là của em bắn nhau ở trong Lông Luông Cộng Xá, thì cái khu vực đấy là khu vực tự trị công an mà chả vào bắt người ta đâu. Em vào đấy bắt cái con bé thì ra ngoài đường thì dân bán thì mọi cái nó chặn. Thì ở cái tình huống mà em tự vệ thì em bắt buộc phải bắn thôi. Thì cũng bị thu hết mà súng ống rồi các thứ. Chắc thì chị nhìn trên mạng thì cũng biết. Chị có lên trên Hòa Bình cái thời điểm đấy sau khi bắt ở cái nhà hình ảnh Dương đấy không? Vâng. Thế nên cái chán của em thêm thì có phải là do cái vết mà bạn sượt qua như nào? Không, nó là từ trước. Trước lúc em làm dưới Hải Phòng thì đạn hoa cải. Vâng. Cũng kiểu va chạm ngoài xã hội. Vâng. Bắn sượt qua. Vâng. Thế sau khi mà bắt được cháu bé đấy thì xong tiếp theo thì cái vai trò của em sau em di chuyển xuống Hà Nội. Em di chuyển xuống Hà Nội xong rồi lúc đấy thì đạn hết. Thì xuống Quảng Ninh thì điện ở Quảng Ninh thì lấy đạn của mấy khẩu súng hết đạn thì bắt đầu em mới lại khi lấy xong đạn thì em vòng lên Hòa Bình để chờ nhà cháu bé. Thì trong cái thời điểm đấy thì em bị bắt. Quá trình đấy mà lúc mà di chuyển đi chăm sóc cháu bé thì như nào? À không, mình lúc đấy thì từ mua quần áo rồi đến những mua đồ sinh hoạt cho cháu bé là em là người cung cấp đầy đủ. Tức là không mình cũng xác định
Vâng, không, không 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 có tội. Đúng rồi. Vì là người sai là bố mẹ. Bố mẹ cháu. Chứ không 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 phải là nó. Thực chất là em đi đòi tiền là đòi tiền của em. Thế nên là người sai thì người ta sai rồi. Nên là cháu bé thì không có tội gì cả. Đối xử tức là như như trong nhà thôi. Thực ra thì nói đúng ra là kể cả bất kể những người đi cùng em cũng không ai được đụng chạm đến cháu bé là cái gì cả. Thế nên là vì thực ra bọn em làm xã hội thì cũng có cái suy nghĩ của bọn em chứ không phải là, và chứ không phải là như những cái mà có thể người khác người ta nghĩ khác. Nhưng mà đối với bản thân em đấy, đến lúc mà bắt được cháu bé mà bắt được em ấy, là cháu bé ở với em từ đầu đến cuối mà không để xảy ra một vết xước hay là một cái gì cả.